Rồi, hello chào các bạn ạ. Để ngày hôm nay mình lên báo mình chia sẻ với các bạn một số thông tin nổi bật về tình hình kinh tế chính trị của Việt Nam. Thứ nhất là về thông tin dịch Covid. Sáng ngày 31 tháng 5 á, là Việt Nam chúng ta công bố là 61 ca. Buổi trưa là chúng ta ghi nhận là 68 ca. Và buổi tối mới công bố đây á, là thêm 82 ca nữa. Tập trung là ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Như vậy Bắc Giang, Bắc Ninh là hiện bây giờ là hai cái ổ dịch rất là lớn các bạn, vô cùng nguy hiểm. Bắc Ninh, Bắc Giang là có những cái khu công nghiệp rất là lớn các bạn. Ngày hôm qua mình đọc một cái tin đó là tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đã thực hiện một số cái giải pháp rất là quyết liệt để cố gắng đưa những cái nhà máy lớn nhất đi vào hoạt động. Chứ còn đóng cửa nó gây ra những thiệt hại rất là lớn các bạn. Để mình thống kê các bạn cái thông tin như thế này các bạn này. Chứ không phải là nói đóng cửa là đóng cửa đâu các bạn. Tùy theo nơi, tùy theo chỗ các bạn ạ. Đây các bạn biết này. Nếu dừng 4 khu công nghiệp là Bắc Giang là mất hơn 2.000 tỷ đồng mỗi ngày. Như vậy là những cái khu công nghiệp này mà đóng cửa dài hạn là tổn thất là các bạn biết nó nặng nề cỡ nào. Bởi vì sao mà từ trung ương cho đến địa phương cũng đang rất là quyết liệt chống dịch nhưng mà vẫn tạo điều kiện tốt nhất để duy trì sản xuất. Đó là tại Bắc Giang, Bắc Ninh. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh là như bạn biết là ngày hôm nay là đã thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày. Nói chung là nội bất xuất và ngoại bất nhập đó. Tình hình đang rất là khẩn cấp. Con Covid là nó lây lan với một tốc độ thật là khủng khiếp các bạn. Nếu như chúng ta mà không quyết liệt á, là có nguy cơ nó bùng phát đi sang các tỉnh thành nữa là cực kỳ nguy hiểm. Mà nói các bạn làm như làm là phải giữ chứ được Sài Gòn với Hà Nội. Hai cái trung tâm kinh tế chính trị lớn nhất cả nước mà có sự cố gì là cực kỳ nguy hiểm các bạn. Đợt vừa rồi như bạn biết là Đà Nẵng là trung tâm dịch. Nhưng mà nó ảnh hưởng trong một phạm vi của Đà Nẵng thôi. Nhưng mà các bạn biết chỉ cần những người đi du lịch Đà Nẵng mà về các tỉnh thành khác là cũng đã gây ra những cái thiệt hại cũng tương đối rồi. Mà Sài Gòn, Hà Nội mà bị, nếu mà nói các bạn là năm nay thôi coi như là mình cũng là bị giảm sút cái tốc độ tăng trưởng GDP rất là lớn. Mình có một thống kê cho các bạn này. Dịch Covid-19 đã càn quét tại Việt Nam này, mỗi tháng là chúng ta mất đi 12.000 doanh nghiệp. Các bạn biết là 12.000 doanh nghiệp này là tạo ra biết bao nhiêu công ăn việc làm, đóng bao nhiêu thuế cho nhà nước. Dịch Covid này các bạn thấy nó thật là khủng khiếp các bạn. Còn về bất động sản, thời gian vừa qua như các bạn biết là đất đã sốt khắp nơi. Ở một số nơi người ta cố gắng bắt đáy, mà thực tế là có bắt đáy được không? Để mình chia sẻ với các bạn. Như các bạn biết sau những cơn sóng đó, thì giá sẽ hạ và rất là nhiều nhà đầu tư người ta đang ôm mộng là chờ bắt đáy. Nhưng mà thực tế lần này nó khác rất là xa các bạn. Trừ những cái nơi nào nó tăng ảo kia, chứ còn thực tế những cái nơi nào nó tăng cùng với sự phát triển của hạ tầng á, là chỗ đó nó giữ giá rất là lâu các bạn. Các bạn xem cái thông tin này là các bạn sẽ thấy này. Đây là một cái bài rất là mới ngày 31 tháng 5 luôn các bạn ạ. À. Mình đưa cho các bạn là những thông tin mới luôn. Người ta có một cái khảo sát như thế này. Ở Bắc Ninh á, hiện bây giờ là giá vẫn giữ nguyên. Ví dụ như gần tỉnh lộ 270 là 25 đến 33 triệu đồng một mét vuông. Mặt đường ở 1A ở thị trấn Liêm á, là vẫn giữ nguyên là 64 đến 67 triệu đồng một mét vuông. Như vậy là không ghi nhận hiện tượng cắt lỗ và bán tháo.
Đó các bạn thấy không? Ở Hạ Long như vậy các bạn này. Hạ Long là tăng rất là mạnh. Hiện bây giờ là giá vẫn là từ 25 đến 26, tăng lên 40 triệu đồng một mét vuông. Giá không có gì thay đổi hết các bạn ạ. Dự kiến là giá đất Hạ Long sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong thời gian tới do quỹ đất tại các vị trí trắc địa trung tâm thành phố không còn nhiều nữa. Còn tại Thanh Hóa, ở Sầm Sơn á, là giá tăng người ta cho đó là sự hợp lý. Cho nên hiện bây giờ giá nó không giảm các bạn. Ở phía Nam Đồng Nai dốc với thành phố Hồ Chí Minh á, ở sân bay Long Thành á, hiện bây giờ giá nó cũng đã tăng 10 đến 20% so với cuối năm 2020. Như vậy là hiện bây giờ giá nó vẫn có dao động nhẹ. Không có gì thay đổi hết các bạn. Ở thành phố Đà Nẵng mình thấy giá nó dường như cũng cũng ít thay đổi lắm các bạn. Đợt vừa rồi nó hạ đâu cỡ vài mấy chục, có nơi nào hạ nhiều nhất là 100 triệu thôi, chứ còn giá bây giờ mình thấy người ta rao rất là cao các bạn. Nói chung tình hình kinh tế nó bị ảnh hưởng dịch Covid, có những cái bức tranh màu xám, nhưng mà ngày hôm nay có một bức tranh màu hồng các bạn, đó là thị trường chứng khoán của chúng ta đã lập đỉnh rất là cao, phá vỡ tất cả những cái thời điểm trước đây các bạn ạ. Nãy mình chia sẻ với các bạn này. Như vậy là ngày hôm nay thị trường chứng khoán của Việt Nam chúng ta đạt cái đỉnh là 1.328 điểm, cao nhất lịch sử Việt Nam. Cách đây mấy ngày là chúng ta đã lập một cái đỉnh là vượt qua cái mức là 1.300 điểm. Lúc đó người ta nghĩ rằng thị trường sẽ có những cái phiên điều chỉnh lung lắc, nhưng mà thực tế nó không lung lắc các bạn, nó còn tăng một cách mạnh mẽ nữa. Lần này tăng có những cái điều rất là kỳ lạ các bạn. Thị trường chứng khoán chúng ta những năm trước đây á, cái này là mình theo dõi mình biết thôi chứ mình cũng không rành về cái này đó các bạn. Thường thường mà những khối ngoại người ta bán ròng ra là thị trường chúng ta nó có một cái hiệu ứng tâm lý là nhà đầu tư người ta bán theo các cái tổ chức nước ngoài, nhưng mà lần này có sự khác biệt rất lớn các bạn. Có nghĩa rằng nhà đầu tư nước ngoài càng bán bao nhiêu á, là nhà đầu tư Việt Nam mình mua bấy nhiêu. Đó, các bạn thấy đợt này là rất là lạ. Cho nên là anh nước ngoài đợt này anh bán khủng khiếp lắm các bạn. Những cái cổ phiếu mà blue chip mạnh dữ rất là lao rồi. Ví dụ như Vinamilk này, rồi Vietcombank này, hay là Hà Phát. Anh bán ròng là một phiên như vậy là có khi là mấy ngàn tỷ các bạn ạ. Như mấy kỳ như vậy là thị trường chứng khoán là có khả năng sụp đó các bạn. Nhưng mà đợt này là các nhà đầu tư cá nhân của Việt Nam chúng ta mua vào rất mạnh. Dường như ảnh tung ra bao nhiêu là mua hết. Người ta đưa ra một cái nhận xét rằng thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục mà có sự phát triển mạnh mẽ ngày hôm nay chủ yếu là cái lực của các nhà đầu tư cá nhân trong nước. Hiện bây giờ cái lực của các nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm đến 70 đến 80% cái giao dịch trên thị trường. Người ta vẫn thường nói là các nhà đầu tư F0 đấy. Mình cũng tham khảo mình nói thôi chứ không phải là mình là chuyên ngành này đâu các bạn này. Như các bạn biết là những nhà đầu tư F0 của Việt Nam hiện bây giờ họ khác rất là xa F0 cách đây mười mấy năm. F0 ở đây mười mấy năm là người ta chưa trang bị kiến thức, nhảy vào thị trường là chỉ biết đánh thôi chứ còn không không hiểu gì về thị trường hết. Người ta phân tích các nhà đầu tư F0 của Việt Nam bây giờ là những người đầu tư đã thành đạt một số lĩnh vực rồi. Có nghĩa rằng có thể họ là một nhà doanh nhân, họ là một nhà đầu tư bất động sản. Có thể là đó là sinh viên, có thể là các nhà kỹ sư, cử nhân gì đó. Nhưng mà nôm na là hiện bây giờ là họ đã có sự đầu tư về kiến thức nữa. Hiện bây giờ kiến thức như bạn biết là người ta chia sẻ lên tất cả các cái trang mạng. Có việc học hành bây giờ cũng rất là dễ dàng, việc tiếp cận kiến thức bây giờ nó còn rộng rãi, nó không còn như ngày xưa nữa. Cho nên phần đa hiện bây giờ là cái tâm lý, cái kiến thức của nhà đầu tư mình thấy họ họ tương đối vững vàng. Vì sao lại có chuyện ngược đời như vậy các bạn? Vì sao mà dịch Covid nó ảnh hưởng tác động kinh tế của chúng ta lớn như vậy, nhiều doanh nghiệp giải thể như vậy, vì sao thị trường chứng khoán nó lại đi lên?
Như các bạn biết là dòng tiền nó chạy sà vàng đi một số kênh thôi chứ không chạy đâu hết các bạn ạ. Tổng số tiền của một quốc gia là không đổi các bạn. Tiền nó nằm một là ở ngân hàng, hai là trong nhà các bạn, ba là nó nằm ở bất động sản, bốn là nó nằm ở vàng, năm là nó chạy vào thị trường chứng khoán, sáu là nó nằm ở đô la. Đó các bạn tính đi, sài quần chạy trong nơi cây chứ không chạy đâu hết trơn á. Như vậy thì như bạn biết là đợt vừa rồi là thị trường vàng cũng sập sình, cho nên các nhà đầu tư người ta họ cũng không muốn nhảy vào đó. Bất động sản thì như bạn biết đợt vừa rồi nó tăng lên một thời gian là hiện bây giờ nó đã trầm lắng rồi, cái sức thanh khoản nó không còn nữa. Lãi suất ngân hàng hiện bây giờ đang duy trì một cái mức rất là thấp. Như vậy phần đa các nhà đầu tư hiện bây giờ người ta rút tiền ra thì người ta đầu tư về đâu các bạn? Người ta chỉ đầu tư vào một cái kênh, đó là thị trường chứng khoán. Đặc biệt thời điểm này thị trường chứng khoán nó phát triển càng mạnh hơn nữa các bạn. Nó có một số lý do sau đây. Một là chúng ta đang thực hiện giãn cách xã hội. Ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày tới đây thì các bạn hãy tưởng tượng những người đó người ta làm gì. Thì chúng ta phải đầu tư vào một cái gì đó chứ, chẳng lẽ ở nhà làm gì? Phải mở sổ sách ra, mở máy vi tính lên, rồi vào app đăng ký, mở một cái tài khoản là bắt đầu vào đầu tư chứng khoán thôi. Như vậy 15 ngày sắp tới đây mình nghĩ rằng thị trường chứng khoán nó tiếp tục nó lập một số đỉnh mới nữa chứ không dừng lại mức là 1.328 điểm đâu các bạn. 15 ngày tới đây á, mình nghĩ rằng như vậy đó. Mình không phải là dân chuyên gia chứ mà nói đại tao không biết trống trặc gì chưa biết. Các bạn hãy tưởng tượng là 10 triệu dân ở Sài Gòn và một mấy triệu dân ở Hà Nội nó hiện bây giờ đang cách ly ở nhà thì làm gì? Thì phải kiếm một cái gì đó để đầu tư cho nó đỡ buồn. Đó, thì chứng khoán là nhanh nhất ha. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai nữa là hiện bây giờ công nghệ nó giúp cho cái việc mở một cái tài khoản và tham gia vào thị trường nó rất là nhanh chóng và nó rất là thuận tiện. Cách đây mấy năm để thực hiện một cái việc như vậy làm tốn rất là nhiều thời gian. Hiện bây giờ công nghệ nó giải quyết rất nhiều vấn đề các bạn. Cho nên bây giờ việc tham gia vào thị trường chứng khoán nó không còn là một vấn đề gì quá khó khăn và xa vời. Đặc biệt lần này chứng khoán Việt Nam người ta đánh giá nó tăng một cách mạnh mẽ mà có khả năng là nó bền vững chứ không nó lung lắc giống như những kỳ trước. Là vì sao các bạn biết không? Những người tham gia F0 bây giờ phần đa là người ta dùng bằng tiền của họ là chủ yếu nữa. Một số người vay thì có khả năng người ta còn sợ, chứ còn những người mà đầu tư bằng tiền tích lũy của họ là tâm lý phần đa là họ mua tích lũy, cho nên họ rất là mạnh mẽ. Họ không có bắn tháo giống như những người mà đi vay tài chính lại. Trong chứng khoán người ta hay dùng cái từ gọi là vay margin đó các bạn ạ. Có nghĩa là khi thị trường mà đi xuống các bạn biết không, là các công ty chứng khoán á, nó bán tháo cái chứng khoán của mình để nó bảo vệ cái tiền của họ. Cho nên vì sao mà nó có hiện tượng là thị trường nó lung lắc đợt này, như bạn biết để ý là thị trường nó ít lung lắc là vì có những dòng vốn của các nhà tư nhân bằng tiền tự có của họ tham gia vào, cho nên người ta giữ thị trường rất là mạnh mẽ. Các bạn nhìn vào đây là các bạn thấy là nó tăng rất là mạnh mẽ. Chỉ có cái đợt điều chỉnh này là hơi bị sao một tí thôi, cho các bạn nhìn này. Đó, các bạn thấy nó tăng dễ sợ. Thì ngày nay mình nói về chứng khoán mà nói cho vui thôi các bạn, chứ mình cũng không có rành về chứng khoán đâu các bạn. Đợt vừa rồi ở nhà cũng buồn quá, không biết làm gì, thì mình cũng mở tài khoản thì mình cũng tham gia, rồi mình cũng biết mình nói như vậy thôi. Đợt vừa rồi mình cũng phong giá với các bạn, mình cũng đầu tư 4 mã, được 3 mã tăng, còn 1 mã thì nó nằm liệt giường cho đến ngày hôm nay là cũng đã chục phiên rồi. Mình cũng chưa biết bao giờ nó tăng lại nữa. Thì mình cũng nghe nay mình cũng tìm hiểu thông tin cũng kỹ lắm. Đợt vừa rồi là cũng dứt vô có mã Vinamilk của bạn nè. Không hiểu vì răng mà nằm liệt giường liệt chiếu cho đến ngày hôm nay vẫn chưa chịu tan lại các bạn. Mình cũng tham gia ít thôi chứ mình cũng chưa tham gia nhiều nữa các bạn. Khi nào các bạn tham gia thị trường một cách cho nó có bài bản tí
rồi mình tìm hiểu thêm kiến thức này nọ trang bị cho nó cơ bản, thì lúc đó chúng ta tham gia nó mạnh mẽ hơn. Bây giờ các bạn tham gia vừa vừa thôi, có thể tham gia một vài trăm cổ để theo dõi tình hình diễn biến thị trường như thế nào và học hỏi. Thị trường chứng khoán như bạn biết á, là 95% á là thua lỗ, chỉ có 5% là những người thắng lợi thôi. Làm sao chúng ta nằm trong 5% á là cả một câu chuyện dài, đòi hỏi sự đầu tư chắc xám rất là nhiều các bạn. Cho nên vì sao thị trường chứng khoán nó luôn là cái nơi tạo ra nhiều tỷ phú, nhưng đồng thời cũng là cái nơi nó giống như một cái máy xay thịt đó các bạn ạ, vô bao nhiêu là cũng chết bao nhiêu. Nhưng mà vì sao nó luôn hấp dẫn các bạn? Vì đó là một cái kênh luôn tạo ra những cảm xúc cho con người, rồi thế hệ này tiếp nối thế hệ khác, có nghĩa là giống như người lính ra trận các bạn này, lớp này chết thì lớp khác lại tiến lên, nó như vậy các bạn. Rồi ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi, cũng không có gì đặc sắc hết các bạn, mình cũng đang học hỏi thôi. Rồi bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.